Có thể nói là laptop giá rẻ là một trong những cái sản phẩm laptop rất là phù hợp với những bạn là học sinh sinh viên nè, hay là nhân viên văn phòng, những người á mà có nhu cầu là chỉ sử dụng những cái tác vụ văn phòng như là Microsoft Office nè, hay là học tập cơ bản. Thì chắc chắn là các bạn không nên bỏ qua video này, bởi vì mình sẽ giới thiệu cho các bạn top 6 những mẫu laptop sở hữu con Core i3 với mức giá cực kỳ tốt ở thời điểm hiện tại. Tất cả mẫu sản phẩm laptop á mình sắp kể trên thì đều có mức giá là dưới 11 triệu đồng. Ok, cùng mình bắt đầu video để xem những mẫu đó là những mẫu nào nha. Let's go. Đầu tiên trong danh sách này á thì chúng ta sẽ đến với một em laptop rất là quen thuộc, HP 15S. Laptop sở hữu cho mình cấu hình thuộc dạng khá là thiên về văn phòng với con chip là Intel Core i3 1215U, sở hữu RAM là 8GB và SSD là 512GB. Kết hợp cùng với card tích hợp là Intel UHD Graphics cho phép mình thuận lợi làm những cái công việc thiên về các nền tảng như là Word hay là Excel, cũng như là giải trí khá là hiệu quả. Nhưng mà đôi lúc thì máy cũng sẽ thể hiện một số cái điểm yếu của mình như là hơi chậm khi mà mở những cái file Excel lớn, khó hỗ trợ những cái phần mềm game app nè hay là đồ họa. Tuy nhiên với chủ đích của nó vẫn là thiên về văn phòng nè, thiên về các bạn học sinh sinh viên, nên là cái điều này á cũng sẽ không thể hiện đáng kể đâu. Ngoài ra về cái phần màn hình á thì được trang bị là 15.6 inch, nên là mình thấy cái việc đa nhiệm chia cửa sổ các kiểu á cũng rất là dễ dàng, làm việc khá là linh hoạt và thuận tiện. Độ phân giải của máy sẽ là Full HD cho một cái hình ảnh rõ nét nè, để học tập hay xem phim giải trí đều không có vấn đề gì cả. Kế đến thì chúng ta sẽ có một em laptop văn phòng đến từ nhà Asus, có tên là Asus VivoBook X1404ZA. Thì với em laptop Asus VivoBook này á thì được trang bị bộ vi xử lý là Intel Core i3 1215U, tích hợp cùng với card tích hợp là Intel UHD Graphics, mang lại một cái mức độ vận hành tuyệt vời với các công việc như là soạn thảo văn bản nè, trên Word, thao tác tính với Excel hay là ghi note, hay là sử dụng với những cái trình duyệt web giải trí hay là xem phim nè. Ngoài ra thì máy cũng có thể đáp ứng cho nhu cầu chỉnh sửa hình ảnh đơn giản trên Photoshop hay là Canva. Bộ nhớ RAM của em máy sẽ là 8GB, có hỗ trợ nâng cấp lên tối đa là 16GB, giúp chúng ta đa nhiệm hiệu quả hơn, mở nhiều tab Chrome nè, vừa làm việc vừa nghe nhạc thoải mái mà không gặp bất kỳ hiện tượng đơ máy hay là giật lag nào. Cùng với đó thì chúng ta sẽ có ổ cứng SSD là 512GB, cho phép bạn tải nhiều dữ liệu, hình ảnh và video, vừa tăng tốc khởi động ứng dụng lên đáng kể. Còn đối với cái phần màn hình á thì laptop Asus VivoBook này sở hữu kích thước màn hình thoải mái là 14 inch cùng với độ phân giải là Full HD, cung cấp một cái hình ảnh đủ sắc nét và chi tiết để người dùng có thể làm việc hiệu quả hơn nè, trải nghiệm trọn vẹn các tựa phim hấp dẫn. Tiếp đến sẽ là một em máy có thể nói là mức giá tốt nhất trong top 6 mình sắp kể trên, trong tầm giá chỉ có 8 triệu đồng mà thôi. Tên của em nó là Acer Aspire 3 A315. Với em Acer Aspire 3 này thì được trang bị bộ vi xử lý là Intel Core i3 N305, kết hợp cùng với card là Intel UHD Graphics, hỗ trợ người dùng vận hành chân chu mọi thao tác soạn thảo văn bản nè, chuẩn bị trình chiếu hay là thực hiện cái trang tính trên Word, Excel hay là PowerPoint. Bạn cũng có thể dùng để chỉnh sửa hình ảnh cơ bản với Photoshop hay là AI. Với em máy này á thì chúng ta sẽ có RAM là 8GB LPDDR5, cho phép khả năng đa nhiệm mượt mà, mở cùng lúc nhiều tác vụ nè, hay là linh hoạt chuyển đổi qua lại nhiều ứng dụng mà laptop không gặp cái hiện tượng bị đơ hay là lag máy. Cùng với đó thì SSD là 256GB, mang lại một không gian lưu trữ ổn định cùng với khả năng khởi động và truy xuất ứng dụng nhanh chóng. Còn đối với cái phần màn hình á thì Acer có kích thước là 15.6 inch, sử dụng cái tấm nền là IPS, đem lại một cái không gian trải nghiệm nội dung rộng rãi hơn với một cái góc nhìn bao quát và khả năng tái tạo màu sắc tốt từ mọi hướng. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có độ phân giải là Full HD, giúp các khung hình trở nên sắc nét nè, tối ưu hiển thị khi mà bạn đang làm việc hay là xem phim. Nói về cái phần thiết kế của máy này á thì Acer Aspire 3 được hoàn thiện với lớp vỏ bằng nhựa bạc màu thanh lịch. Laptop luôn thể hiện được tính tinh tế nhất định khi mà bạn sử dụng trong bất kỳ môi trường nào, và máy có khối lượng tổng thể là 1,7kg, vẫn vừa vặn nằm gọn trong chiếc ba lô của bạn, mang theo mọi nơi để phục vụ công việc. Nói đến laptop giá rẻ thì chắc chắn chúng ta không thể bỏ qua cái dòng máy là Lenovo IdeaPad. Và con máy mình đang có trong cái top ngày hôm nay á đó chính là Lenovo IdeaPad 3 15IAU7. Để nói về cái phần thiết kế của con máy này á thì con máy này có cái độ dày khá là ổn áp với kích thước là 15.9mm, đi cùng với khối lượng là 1,63kg, nên là cái việc bỏ gọn máy trong ba lô á và đem theo di chuyển cả ngày bên mình á cũng không quá khó khăn, ngay cả đối với các bạn nữ.
Về phần cấu hình thì con máy này được trang bị con chip là Intel Core i3-1215U đi cùng với kẹt tích hợp là Intel UHD Graphics, khiến mình khá là bất ngờ bởi khả năng thực hiện các công việc. Ngoài việc đáp ứng mượt mà và hiệu quả những cái tác vụ văn phòng như là nhập liệu nè hay là tính toán giải trí thường ngày ra, thì mình có thể hoàn toàn vận dụng tốt trong những cái phần mềm thiết kế đồ họa đơn giản như là Photoshop nè, AI v.v. Ngoài ra thì mình cũng đã sử dụng công cụ Cinebench R23 thì mình đã thu được hai cái kết quả. Đầu tiên điểm đa nhân của em nó là 5422 và điểm đơn nhân là 1652. Thì mình thấy đây là cái số điểm khá là vượt trội hơn những mẫu laptop giá rẻ trong cùng phân khúc. Còn đối với cái phần màn hình á, thì con máy này được trang bị màn hình với kích thước là 15.6 inch kết hợp cùng với tấm nền IPS cho chúng ta một cái góc nhìn rộng rãi hơn. Độ phân giải của máy sẽ là Full HD, hỗ trợ hiển thị chi tiết và rõ nét hình ảnh. Ngoài ra thì máy cũng được trang bị những cái công nghệ màn hình như là chống cháy anti-glare nè, cùng với độ sáng lên tới tận là 300 nits, cũng là một cái thông số cực kỳ ấn tượng trong cùng phân khúc. Và cũng góp mặt trong top 6 của chúng ta ngày hôm nay á, là một em laptop văn phòng đến từ thương hiệu Dell, Dell Inspiron 15-3520. Con máy này có thể vận hành mọi tác vụ văn phòng như là Word, Excel, PowerPoint rất là mượt mà, hay là thậm chí thiết kế hình ảnh 2D cơ bản với những cái phần mềm như là Adobe nhờ bộ vi xử lý là Intel Core i3-1215U kết hợp cùng với kẹt tích hợp là Intel UHD Graphics, đồng thời tối ưu mức điện năng tiêu thụ ở mức thấp nhất. Ngoài ra thì Dell Inspiron 15 còn được trang bị một cái thanh RAM là 8GB DDR4 và có thêm một cái khe rời để người dùng có thể dễ dàng nâng cấp lên tối đa là 16GB nhằm nâng cao hiệu suất xử lý. Và ổ cứng SSD là 256GB giúp mọi thao tác đều được phản hồi nhanh chóng. Ngoài ra thì máy còn được trang bị màn hình là 15.6 inch rộng rãi cho phép bạn làm việc trên nhiều cửa sổ, kết hợp hoàn hảo với tấm nền là LED backlit cho chất ảnh sáng và tươi hơn, cùng với công nghệ chống chói là anti-glare và độ phân giải là Full HD, khiến mọi nội dung hiển thị đều được tái tạo hoàn hảo, độ chi tiết cao và màu sắc chân thực và rất là nịnh mắt. Đặc biệt là máy được trang bị một cái màn hình với tần số quét là 120Hz, mượt mà từ cái hoạt động giải trí nè, đến cuộn lướt web cho đến những cái tựa game mà có tiết tấu nhanh. Và cuối cùng em máy góp mặt trong top 6 của chúng ta ngày hôm nay là một em máy đến từ nhà MSI, MSI Modern 14C11M. Với em máy này thì được trang bị bộ vi xử lý là Intel Core i3-1115G4 cùng với kẹt tích hợp là Intel UHD Graphics, giúp bạn xử lý nhanh chóng và hiệu quả những cái tác vụ không quá nặng như là làm việc trên Word nè, Excel hay là PowerPoint, hay là chỉnh sửa hình ảnh 2D cơ bản trên những cái ứng dụng nhà Adobe. Ngoài ra thì máy được trang bị một cái thanh RAM là 8GB, hỗ trợ tốt khả năng đa nhiệm. Bên cạnh đó thì MSI Modern 14 còn sở hữu cái ổ cứng SSD là 512GB, giúp khởi động và truy cập dữ liệu một cách nhanh chóng hơn. Còn nói về cái phần màn hình á, thì được sở hữu màn hình với kích thước là 14 inch cùng với độ phân giải của máy sẽ là Full HD cho khả năng tái tạo hình ảnh sắc nét, màu sắc thì hài hòa và rất là bắt mắt. Ngoài ra thì máy còn được trang bị cái tấm nền là IPS giúp hiển thị màu sắc chính xác và góc nhìn rộng rãi hơn, công nghệ anti-glare giảm bất lượng ánh sáng phản chiếu giúp cho màn hình trong sáng và tạo cảm giác rất là thoải mái khi mà sử dụng. Và đó là toàn bộ top 6 những mẫu máy sở hữu con chip Core i3 với mức giá cực kỳ tốt ở thời điểm hiện tại, và hy vọng video này sẽ giúp các bạn tìm ra cho mình một cái mẫu laptop chân ái nha. Ok, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.